cho hội thánh. Chúng ta sẵn sàng để nghe lời Chúa chưa ạ? Cảm ơn Chúa. Tôi dâng lời cảm ơn Chúa. Buổi sáng hôm nay chúng ta lại gặp nhau. Tôi cảm ơn Chúa bởi cớ là Chúa cho tôi còn sống để chúng ta gặp nhau. Nếu mà chúng ta không còn sống thì chúng ta không gặp nhau. Như lúc nãy cô Kiều có kêu gọi chúng ta làm chứng về những điều mà Đức Chúa Trời ban cho trong tuần lễ vừa qua. Tôi nghĩ rằng là không có ai mà không có được phước của Chúa hết. Bằng cớ là giờ đây chúng ta được mạnh khỏe, chúng ta ngồi đây được bình an, chúng ta còn thở được, chúng ta còn nói được, chúng ta còn vỗ tay hát vui mừng được. Có nhiều khác thì không được như vậy. Họ nằm ở trên giường bệnh, giờ đây họ phải tất bật bởi những cái công việc mà họ tách ra không được. Rồi họ đang ở trong lòng có sự buồn bực, sự buồn chán, nhiều nỗi lo toan. Nhưng mà chúng ta là những người được phước, bởi cớ chúng ta còn mạnh khỏe, chúng ta còn sống để chúng ta thờ phượng Chúa. Amen. Và Chúa của chúng ta là nguồn phước. Do đó không có cớ gì mà chúng ta không làm về những điều mà Đức Chúa Trời làm cho đời sống của chúng ta mọi lúc mọi nơi. Nhìn chung quanh chúng ta sẽ thấy được có nhiều điều rất là tuyệt vời mà Chúa ban cho chúng ta. Amen. Do đó đừng bỏ cơ hội để làm chứng về Chúa nha. Đó là cái cách mà chúng ta thờ phượng Chúa thật là hết lòng. Cách mà chúng ta thờ phượng Chúa một cách thật là rõ ràng, bởi vì chúng ta là người biết ơn Chúa. Amen. Buổi sáng hôm nay chúng ta cùng học với lời của Chúa được chép ở trong sách Luca đoạn 16 từ câu 19 đến câu 31. Đó là cái câu chuyện mà tôi nghĩ rằng là nhiều người đã được nghe. Đó là câu chuyện nói về một người giàu và một người nghèo. Người giàu và người nghèo thì hai cuộc đời họ sống nhau. Ở đây có hai cái sự sống, sau đó là đến hai cái sự chết, rồi dẫn đến hai cái tương lai khác nhau. Chúng ta cùng theo dõi. Tôi xin phép được công bố lời của Đức Chúa Trời được chép ở trong sách Luca đoạn 16 về câu chuyện của người giàu và Lazarus. Có một người giàu mặc áo tía và áo bằng vải gai mịn, hàng ngày ăn ở rất là sung sướng. Có một người giàu mặc áo tía và áo bằng vải gai mịn, hàng ngày ăn ở rất là sung sướng. Lại có một người nghèo tên là Lazarus nằm ngoài cửa người giàu đó, mình đầy những ghẻ. Người ước ao được ăn những thứ đó ở trên bàn ăn. Người giàu rớt xuống, cũng có chó đến liếm ghẻ của người. Vả người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Abraham. Người giàu cũng chết, người ta đem chôn. Người giàu ở nơi âm phủ bị đau đớn, ngước mắt lên xa nhìn thấy Abraham và Lazarus trong lòng của người. Bèn kêu lên rằng: Hỡi Abraham tổ tôi, xin thương lấy tôi, hãy sai Lazarus nhúng đầu ngón tay vào nước đặng làm cho mát lưỡi của tôi, vì tôi bị khổ ở trong lửa này quá đỗi. Nhưng Abraham trả lời rằng: Con ơi, hãy nhớ lại lúc ngươi còn sống đã được hưởng những sự phước lành của mình rồi, còn Lazarus phải những sự dữ. Bây giờ nó ở đây được yên ủi, còn ngươi phải bị khổ hình. Vả lại, có một vực sâu ở giữa chúng, từ đây qua đó cũng không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được. Người giàu hỏi rằng: Tổ tôi ơi, vậy thì xin sai Lazarus đến nhà cha của tôi, vì tôi có 5 anh em, đặng người sẽ làm chứng cho họ về những điều này, kẻo họ cũng xuống ở nơi đau đớn này chăng? Abraham trả lời rằng: Chúng nó đã có Môi-se và các đấng tiên tri, chúng nó phải nghe lời các đấng ấy. Người giàu nói rằng: Thưa Abraham tổ tôi, không phải vậy đâu, nhưng nếu có kẻ chết sống lại đến cùng họ thì họ sẽ ăn năn. Song Abraham nói rằng: Nếu không nghe Môi-se và các đấng tiên tri thì dầu có ai từ kẻ chết sống lại, chúng nó cũng chẳng tin vậy. Amen. Amen. Câu Kinh Thánh để làm nền tảng cho lời của Chúa trong buổi sáng hôm nay đó là ở trong câu thánh thứ 26. Chúng ta đừng đứng lên, chúng ta nghe lời của Đức Chúa Trời. Vả có một vực sâu ở giữa chúng ta với người, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được. Amen. Amen. Xin mời chúng ta đồng ngồi. Ở trong câu chuyện vừa rồi chúng ta vừa được nghe ở trong Kinh Thánh tôi vừa đọc, tôi xin tóm tắt lại cái câu chuyện đó chúng ta dễ hiểu. Thứ nhất, đây không phải là câu chuyện là ví dụ, nhưng mà là câu chuyện có thật Đức Chúa Giêsu kể cho các môn đồ nghe. Tất cả những cái câu chuyện mà nói về ví dụ, ẩn dụ á, thì Chúa nói rằng là ví dụ. Còn cái câu chuyện nào mà không nói về ví dụ, ẩn dụ đó, thì đó là câu chuyện thật. Và câu chuyện này có thật để cho chúng ta thấy rằng những điều mà Chúa nói đó, nó xảy ra hồi trước đây, bây giờ và mai mốt thì cũng giống y như vậy. Câu chuyện này nó có một người giàu với một người nghèo, hai cuộc đời thật là khác nhau. Người giàu với người nghèo khác nhau không? Khác dữ dội lắm ạ. Phải không? Người giàu đó được mô tả trong Kinh Thánh là gì? Người giàu đó được mô tả trong Kinh Thánh là gì?
họ người giàu đó mặc áo tía, cái áo mà màu cái màu màu tía, tức là cái màu tím màu cẩm đó, là dòng dành cho những người sang trọng, dành cho những người mà có quyền thế, dành cho vua chúa mặc áo tím rất là sang. À, những cô gái Huế mặc áo dài tím rất là sang, bởi vì sao? Đó là dòng dõi ở nơi kinh đô. Do đó cái người mà mặc áo màu tím thì thể hiện cái sự sang trọng, đặt nhìn cái màu áo thôi thì người ta thấy rằng là có đẳng cấp khác nhau. Ở đây có một chú ý nữa, áo bằng vải gai mịn. Áo bằng vải gai mịn đó có nghĩa rằng là sao? Là giống như lại cái vải mà không biết giờ này tôi thấy có là chúng ta còn có sử dụng nữa không, nhưng mà ngày xưa thì rất là quý và chỉ có những người giàu thì mới mặc được thôi. Đó là cái loại mà saten đó. Yeah. À, rất là mắc, rất là quý, à, rất là bóng và mát nữa. Yeah. Thì cái loại vải màu tím đó và cái chất liệu vải đó dành cho người giàu. Rất là giàu, họ sống một cách thật là tốt lành. Họ ngồi ăn ở trên một cái bàn thì thức ăn rất là phong phú, rất là ngon. Hàng ngày ăn ở rất là sung sướng, không phải là chỉ có ngày hôm nay mới ăn đâu, nhưng mà hàng ngày, mỗi ngày đều ăn ở rất sung sướng. Một cái cảnh đời khác, đó là một người nghèo. Người nghèo ở đâu? Ngồi ngoài cổng á, của người giàu chứ không phải là cổng của nhà người khác. Cái người đó đó thèm ăn một miếng để mà bị rơi xuống ở trên bàn, rớt xuống đất thôi. Tức là cái đồ vụn đó bị lỡ rơi xuống mà cũng không có ăn. Mà người nghèo này thì sao? Cái cảnh đời thật là khổ, bởi vì là thân thể ông có bị ghẻ không, và có con chó liếm cái ghẻ của ông. Hai cái cuộc đời thấy ngược nhau không? Rất là ngược nhau. Nhưng mà cuối cùng thì hai người đều chết giống nhau. Hai người đều chết á, con người ta có thể sống đời ở thế gian này không? Chắc chắn là không. Bởi vì là như Thi Thiên thư 90 câu 10, có người ta sống nhiều lắm là 70, hoặc là nếu mà được nữa thì 80, 90, 100 nữa. Nhưng mà những ngày đó là sống ở trong lao khổ. Sống thì thích thiệt, bởi vì được tiếng là sống thọ, nhưng mà sống thì với một cái sống không ra sống. Sống ăn không biết ngon, ngủ không biết yên, rồi người thì nó đau đớn, thì như thế cũng không tốt. Nhưng mà có người ta thì không thể nào tránh khỏi cái sự chết. À, bởi vì thế gian này là cõi tạm thôi. Do đó chỉ có một thời gian ngắn ngủi ở thế gian này, cuộc đời ta như là cái hơi nước, nó ra rồi nó tan biến đi. Người giàu và người nghèo đều chết như nhau, nhưng mà khi chết thì hai cuộc đời khác nhau. Ở trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng là người giàu thì chết, người ta đem chôn. Người nghèo chết có đem chôn không? Cũng có chôn luôn. Ờ, nhưng mà khác ở chỗ là người nghèo chết thì được ngồi với Abraham ở trên thiên đàng. Còn người giàu thì chết thì ở dưới nơi lửa đốt. Có người thì nói rằng là nói người ta giàu người ta đâu có tội đâu, mà tại sao mà phải chết rồi xuống dưới địa ngục để chịu lửa đốt. Nhưng ở đây lời của Chúa cho chúng ta biết được một điều, cái khung cảnh mà người giàu đang được hưởng mỗi ngày đều ăn sung mặc sướng, người nghèo thì ngồi ngoài cửa mơ ước được có một miếng bánh vùng ở trên bàn rớt xuống thôi, nhưng mà cũng không có. Có nghĩa là sao? Người giàu này có được sự phước hạnh nhưng không có biết thương xót cho người khác. Lời của Chúa được chép ở trong sách Gia-cơ đoạn 4 câu 17, nếu biết điều lành mà không làm là có tội. Người giàu này biết người nghèo ngồi ở ngoài cổng mình không? Biết. Nhưng mà là không cho, đến nỗi mà người nghèo đó thèm một miếng bánh từ trên bàn rớt xuống thôi mà cũng không có. Biết điều lành mà không làm là có tội. Và chính cái điều đó đó làm cho người giàu phải xuống địa ngục, chứ không phải là giàu phải xuống địa ngục đâu. Chúa không có nói là giàu là xuống địa ngục hay là nghèo được lên thiên đàng. Nhưng mà ở đây biết điều lành mà không làm thì xuống địa ngục. Và xuống địa ngục thì sao? Thì chịu khổ hình ở dưới đó. Nếu mà cái người giàu đó có tình yêu đối với người khác, biết chia sẻ, thì ông sẽ đối xử khác. À, lúc đó người nghèo thì không đến nỗi phải thèm thuồng để một miếng bánh rơi xuống từ trên bàn xuống đất mà còn không có cái mà ăn. Người giàu này đã sống cho chính mình, không có quan tâm đến đồng loại, không quan tâm đến những người mà họ đang gặp khó khăn. Và chính cái sự không có chia sẻ, không có biết yêu thương kẻ khác, nó dẫn đến cái việc mà con người ta phải chịu khổ hình sau cái việc mà người ta đã qua đời. Sau khi qua đời thì hai người ở hai nơi khác nhau. Một người thì ở nơi bị đốt nóng, bị đau đớn, quá đỗi luôn, tức là chịu không nổi đó. Quá đỗi, trong đó có từ quá đỗi là ở nơi cực khổ, chịu không nổi luôn. Một người thì ở nơi sung sướng, ở trên thiên đàng. Và cái người giàu đó ở dưới này nhìn lên thấy cái Lazaro ngồi trong lòng Abraham thì mới nói rằng
Hỡi Abraham, xin thương lấy tôi. Sai Lazarơ nhúng đầu ngón tay vào nước đặng làm cho mát lưỡi tôi. Ở dưới này nóng quá, và xin Lazarơ nhúng ngón tay vào trong nước là nhỏ xuống một giọt thôi để cho nó mát cái lưỡi. Nhưng mà cũng không được. Abraham nói, vả lại có một vực sâu ở dưới chúng ta với ngươi, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó cũng không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được. Sau khi qua đời, mỗi người có một cái định mệnh này, một cái số phận đã định rồi, không có thay đổi được. Dù có từ ở bên đây bước qua bên kia, hoặc từ bên kia bước qua bên đây cũng không được. Có một cái sự ngăn cách. Từ ở dưới địa ngục mà bước lên thiên đàng cũng không được, mà người từ muốn thiên đàng mà xuống cái địa ngục này cũng không được. Từ đây qua đó cũng không được, mà từ đó qua đây cũng không được. Không có gì mà có thể là giúp đỡ được hết. Bởi vì số phận đã được định sẵn rồi, đã được an bài rồi. Mà có phải là an bài lúc đó không? Không, an bài từ lúc chúng ta còn sống. Tất cả những hành động của chúng ta, những việc làm của chúng ta, những cái ứng xử của chúng ta đối với thực tế ở trên thế gian này, nó đã quyết định tương lai của chúng ta rồi. Tương lai của chúng ta rồi. Điều đó là chân lý. Điều đó là sự thật. Điều đó là rất là rõ ràng, chứ không mù mờ vậy đó. Những điều gì mà nó thuộc về tương lai là do ngày nay chúng ta đã quyết định rồi. Chúng ta cảm ơn Chúa, bởi ở đây có những người trung tín, những người đã tin nhận Chúa Giêsu, đã làm một cái quyết định thật là tuyệt vời ở trên cuộc đời của mình. Đó là quyết định tin nhận Chúa để cho chúng ta có được một tương lai thật là tốt lành ở trong ngày sau. Điều đó không có gì thay đổi hết. Điều đó gì không có gì là sai trật hết. Điều đó là tốt lành, bởi vì chúng ta đã quyết định một sự việc thật là đúng đắn, thật là tốt đẹp ngay bây giờ để tương lai chúng ta thật là tốt lành. Đừng để quá muộn, để sau này chúng ta muốn thay đổi tình hình cũng không được nữa. Giống như người giàu muốn thay đổi, nói cho tôi một giọt nước xuống, nhúng ngón tay vô ly nước rồi nhả xuống một giọt nước rồi cho cái lưỡi tôi được mát, nhưng mà cũng không được. Dù một chút xíu thôi cũng không được. Thậm chí là ông còn nói rằng là thôi như vậy thì tôi cũng thấy sai Lazarơ trở về thế gian để nói cho năm anh em tôi, cho cha của tôi biết được những cái khổ của tôi hiện nay ở đây, để họ biết họ tránh. Có lòng để nói về vấn đề đó cho những người còn sống để họ biết. Nhưng mà ở đây thì lời của Chúa nói rằng ở thế gian thì có những người để người ta nói rồi, có các tiên tri rồi là có những người là thầy thông giáo, có những người truyền giảng để họ nói lời của Chúa. Và hơn nữa, ngày hôm nay chúng ta có lời của Đức Chúa Trời rồi. Những người ta đang nói như vậy đó mà còn chưa tin, huống hồ gì là người chết sống lại rồi nói gì, làm gì người ta tin. Mà thực sự như vậy quý vị, cái thời đó thì Chúa Giêsu còn sống, nhưng mà ngày nay Chúa Giêsu là từ kẻ chết sống lại, và chính cái sự chết và sống lại của Chúa Giêsu đó đã là một sự thật hiển nhiên. Thế mà nhiều ngày nay có nhiều người cũng chưa tin. Trong khi đó chúng ta là những người sống để nói với họ hàng ngày đây mà họ cũng chưa tin. Những kẻ cứng lòng thì sao? Thì chịu số phận ấn giống như là người giàu. Số phận của họ nó cũng sẽ giống như vậy. Nếu không nghe lời Đức Chúa Trời thì không có thể thay đổi được điều gì hết. Nếu mà không làm theo lời của Đức Chúa Trời thì số phận của chúng ta cũng không có thay đổi được gì hết. Bởi vì con người ta là tội lỗi. Chúa tạo dựng nên con người thì nó thật là tròn vẹn ngay từ bởi ban đầu. Nhưng mà bởi cớ không vâng lời Đức Chúa Trời, do đó tội lỗi nó đi vào cuộc đời của con người, và con người đã định sẵn bởi sự xét đoán ở dưới hỏa ngục. Chỉ có vâng theo lời Đức Chúa Trời, nghe lời Đức Chúa Trời, nhận được sự cứu chuộc từ nơi Đức Chúa Giêsu, cuộc đời của chúng ta mới được thay đổi. Đó là chân lý, đó là một cái sự rõ ràng. Và hôm nay lời của Chúa chỉ cho chúng ta rằng hãy quyết định ngay bây giờ, chứ đừng có để quá trễ. Bởi vì cái sự quyết định của chúng ta ngày hôm nay sẽ làm thay đổi tương lai của chúng ta. Còn một điều gì nữa làm thay đổi tương lai của chúng ta? Còn một điều gì nữa? Qua cái câu chuyện của người giàu nói với ông Abraham là hãy cho Lazarơ về để nói với người anh em mình, nói với cha của mình. Điều đó là bài học chính của chúng ta ngày hôm nay. Quay lại câu gốc, chúng ta thấy rằng là có một vực sâu ở giữa chúng ta với người, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó cũng không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được. Tức là khi mà số phận đã được định rồi thì không có thể nào thay đổi được. Do đó cái cơ hội để mà thay đổi số phận của mình là ngay bây giờ. Chúng ta là những người biết, chúng ta là những người đã kinh nghiệm được sự cứu chuộc của Chúa ở trên cuộc đời của mình, và chúng ta đã quyết định tin nhận Chúa là cứu Chúa của mình, và tương lai chúng ta đã được định. Chúng ta kinh nghiệm được rồi, chúng ta biết, và nếu biết điều đó mà không nói cho người khác thì là chúng ta có tội. Bởi vì lời ở trong sách Gia Cơ đoạn 4 câu 17, lời Chúa phán:
Nếu biết điều lành mà không làm là có tội. Chúng ta biết được là tương lai của những người không có tin nhận Chúa, không nghe lời, sẽ chịu khổ hình giống như người giàu ở dưới địa ngục. Chúng ta biết điều đó mà chúng ta không nói cho người khác, chúng ta là những người sẽ mang tội. Biết điều lành mà không làm là phạm tội. Do đó đừng có bỏ qua cơ hội. Chúng ta hãy tận dụng thì giờ. Tận dụng thì giờ là quý, khi mà chúng ta còn sống ở trên đất này. Như lời của Chúa ở trong Thi Thiên cho chúng ta biết là: xin cho chúng tôi biết đến những ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan. Amen. Nếu mà chúng ta sống ở trên thế gian này mà chúng ta không biết quý trọng những ngày mà chúng ta đang sống một cách ít ỏi ở trên thế gian này, chúng ta như là người ngu muội. Người chúng ta hãy trở nên những người khôn ngoan, để biết rằng là những ngày mà chúng ta sống ở trên thế gian này nó không có nhiều. Chúng ta phải tận dụng nó, chúng ta sử dụng nó một cách kết quả thật là tốt lành. Amen. Bằng cách làm cái gì? Đừng bỏ qua những cơ hội để nói về Chúa cho những người khác. Bởi vì là nếu chúng ta không nói, về sau này huyết của họ, tức là tội lỗi của họ được đổ người thân của mình, những người bà con ruột thịt, anh em mình, cô cậu chú bác của mình, họ cũng chưa biết. Nhưng mà đó là những người thân của mình mà mình biết rồi, mình không nói cho họ biết để họ có thể tin nhận Chúa, họ nhận được phước hạnh, thì đó là lỗi lầm thuộc về mình. Hãy tận dụng những cơ hội, nhất là trong dịp Giáng sinh sắp tới đây. Lúc nãy em Tường có đặt tới một cái ưu tư của mình, nói về làm sao để qua cái mùa Giáng sinh này có thể truyền giảng để cho nhiều người tin Chúa. Cô Kiều thì nêu lên một cái chỉ tiêu là 30 người đến để tin nhận Đức Chúa Trời ở trong cái mùa Giáng sinh này. Chúng ta hãy lợi dụng cơ hội này để về nói về Chúa Giê-xu, cho họ biết được Chúa Giê-xu là đấng cứu chuộc. Chúng ta nói với họ, mời họ đến với cái buổi truyền giảng. Đó là xong nhiệm vụ của chúng ta rồi đó. Chúa không có phải bắt chúng ta là phải nói, phải thuyết phục, phải năn nỉ hay làm gì để họ tin Chúa. Không, điều đó Chúa làm. Chúa chỉ nhờ chúng ta thôi, Chúa chỉ muốn chúng ta thôi là nói về Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là đấng chữa lành, Chúa Giê-xu là đấng cứu chuộc, Chúa Giê-xu là đấng cứu chuộc, Chúa Giê-xu là đấng gánh gánh nặng cho chúng ta, Chúa Giê-xu là đấng chu cấp cho chúng ta. Nếu muốn được chữa lành, nếu muốn được vui mừng bình an, nếu muốn được tha tội, hãy đến để nghe lời của Đức Chúa Trời. Hãy đến để nghe lời Đức Chúa Trời. Chúng ta mời họ đến, dắt họ đến, chở họ đến, đưa họ đến. Chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rồi. Amen. Còn họ tin Chúa hay không tin Chúa, họ có tiếp nhận Chúa hay là không tiếp nhận Chúa, thì đó là trách nhiệm của họ. Họ không tin nhận Chúa, họ bị ở địa ngục đời đời. Họ tiếp nhận Chúa thì họ nhận được phước hạnh, là cái việc đó việc của họ chứ không phải việc của mình. Và chúng ta chỉ có một nhiệm vụ là mời họ đến, đưa họ đến, dắt họ đến, chở họ đến, chỉ cho họ đến. Thế là chúng ta xong cái nhiệm vụ mà Đức Chúa Trời giao cho chúng ta. Có nghĩa là nói cho họ biết, nếu họ không đến họ không nhận được phước, họ không đến họ coi chừng họ xuống địa ngục đó. Thì đó là những cái điều mà Chúa muốn chúng ta làm. Và chúng ta làm như vậy là sao? Chúng ta đã nhận được phước rồi. Bởi vì ai mà rao danh của ta trước mặt thiên hạ thì ta sẽ lập chứng về họ trước mặt cha ta. Chúa Giê-xu phán như vậy. Nếu mà chúng ta nói rằng là về danh của Chúa cho những người khác, Chúa Giê-xu nhớ và Ngài sẽ lập chứng về, ấn chứng cho chúng ta ở trên thiên đàng. Lúc đó đời sống của chúng ta được phước. Chúa không bắt chúng ta làm những điều gì khó lắm đâu. Chỉ có những mục sư hay những người truyền đạo hay những người đã được đặt về cái công việc phải rao giảng lời của Chúa, thì họ phải nói về lời của Chúa để cho người khác biết được chân lý thôi. Rồi còn chúng ta là những người tín đồ, những người tin Chúa, chúng ta chỉ cần nói về niềm tin của chúng ta thôi, rồi mời họ đến với Chúa. Thế là chúng ta đã làm một việc lớn đối với vương quốc của Đức Chúa Trời. Đừng để quá trễ. Như người giàu đã đến ở lửa địa ngục rồi, chịu khổ sở rồi, rồi xin điều này điều kia nữa, lúc đó thay đổi số phận không được. Số phận đã được an bài, không thể nào thay đổi được. Từ bên đây bước qua bên kia cũng không được, từ bên kia bước qua bên đây cũng không được, thậm chí một giọt nước cũng không được nữa. Hãy làm ngay bây giờ, hãy làm ngay thời buổi bây giờ, khi mà chúng ta còn thì giờ thuận tiện, và nhất là cơ hội trong mùa Giáng sinh này sắp tới nữa. Chúng ta hãy tận dụng để đưa dắt nhiều người đến với buổi truyền giảng, đến với lời của Đức Chúa Trời. Chính Chúa Thánh Linh sẽ làm cảm động ở trong lòng của họ và họ sẽ tin nhận Chúa. Tôi tin rằng chúng ta là những người ngồi đây, chúng ta đã kinh nghiệm được cái việc mà chúng ta tin nhận Chúa như thế nào. Không ai ép hết, không ai bắt buộc hết. Nhưng mà Chúa có một cái chương trình tốt lành cho từng mỗi người. Mỗi người có thời điểm đến đó, thời điểm đó, ngày đó, giờ đó thì gặp được và nghe lời của Chúa và lúc đó tin nhận Chúa. Mỗi người có một thời điểm khác nhau để Chúa cứu. Bởi vì Chúa thương tất cả mọi người. Chúa không muốn để cho một người nào hư mất, không muốn để cho một người nào phải sống ở dưới lửa địa ngục hết. Nhưng mà Chúa muốn mọi người đều hưởng phước hạnh ngay cả ở trên thế gian này. Amen. Có một cái câu mà tôi thấy rằng là nó cũng chi lý lắm quý vị.
thà rằng ăn xin ở trên đất này còn hơn là xin nước ở dưới âm phủ. Ở trong câu chuyện đó đó, thà rằng là giống như người nghèo đó, ăn xin ở trên đất nhưng mà cuối cùng thì được ở trên thiên đàng, còn hơn á là cái người giàu sống thoải mái đi rồi á là không có tình yêu thương, rồi cuối cùng ở xuống dưới âm phủ xin một giọt nước cũng không được. Giờ chọn cái nào? Chọn ở dưới âm phủ xin một giọt nước không được, hay là chọn là thà rằng là như người nghèo ở thế gian này đi cũng còn tốt hơn? Nên nhớ rằng một lời của Đức Chúa Trời chỉ cho chúng ta ở trong sách Gia Cơ, tôi đọc lại nha, Gia Cơ đoạn 4 câu 17: nếu biết việc lành mà không làm, mà chẳng làm thì đó là có tội. Hãy làm việc lành khi có cơ hội, khi có cơ hội để giúp đỡ cho người khác, hãy làm. Và sắp tới đây, cái việc mà chúng ta nói về Chúa, mời họ đến với sự truyền giảng, đó là làm việc lành đó quý vị. À, không cần phải là bố thí hay là giúp đỡ cho người, mà đưa họ đến với buổi truyền giảng, đến với lời của Đức Chúa Trời, đó là còn cho họ còn nhiều hơn là cho tiền nữa. À, chúng ta giúp cho họ, đó là việc lành còn lớn hơn là cho tiền nữa đó. Hãy đưa dắt những người chưa biết Chúa đến với cái buổi truyền giảng, đến với lời Đức Chúa Trời, có nghĩa là chúng ta còn cho họ cả một kho tàng nữa cho cuộc đời của họ nữa. Hãy nhớ, đừng để cơ hội qua đi, để rồi là từ đây qua đó, từ đó qua đây cũng không được nữa, không thay đổi được. Bây giờ có việc làm đây, có cơ hội để làm đây thì hãy làm cho tròn. À, đừng để rơi vào trong cái cảnh là biết việc làm mà không làm thì mang tội. À, và chúng ta hãy làm việc lành trong mùa Giáng sinh này bằng cách mời gọi nhiều thân hữu đến, nhiều người quen của mình đến, nhiều người chưa biết Chúa đến với buổi truyền giảng. Đó là cái cách mà chúng ta hưởng được phước từ nơi Đức Chúa Trời, cách mà chúng ta làm lành, cách mà chúng ta có thể giúp đỡ cho những người thân của mình một cách hữu hiệu nhất, một cách tốt lành nhất. Cảm ơn Chúa, buổi sáng hôm nay chúng ta có lời của Đức Chúa Trời. Có cái câu chuyện này rất là ngắn gọn, nhưng mà tôi tin rằng nó sẽ làm cho cuộc đời của chúng ta thay đổi. Bởi vì chúng ta nhớ đến mạng lệnh của Chúa là hãy rao giảng lời của Đức Chúa Trời, hãy làm chứng về Chúa cho người khác, cho những người chưa biết. Và đó đời sống chúng ta được phước, bởi vì chúng ta là chứng nhân cho Đức Chúa Trời. Và đây cũng là cái cơ hội mà chúng ta có thể làm lành để chúng ta được phước. Và đây là cái cơ hội để mà chúng ta có thể giúp đỡ cho anh em chúng ta, cho những người thân của chúng ta biết được Chúa để họ cũng được hưởng phước nữa. Lời của Chúa sẽ giúp đỡ cho chúng ta. Xin mời tất cả chúng ta đồng đứng lên. Trong thời giờ này mỗi người cầu nguyện với Chúa, chúng ta nói với Chúa, chúng ta cảm ơn Ngài. Chúng con hứa với Chúa rằng là trong mùa Giáng sinh này con sẽ dắt đưa bao nhiêu người đó theo cái suy nghĩ của mình, và chúng ta đem họ đến với lời của Đức Chúa Trời, đến với sự truyền giảng, để mỗi người được nghe tin lành cứu chuộc của Chúa, để đời sống của họ ở trên thiên đàng chứ không phải ở lửa địa ngục. Và đó là cơ hội để chúng ta làm lành, làm những việc lành, đời sống chúng ta được phước. Đừng để những người thân của mình phải ở với lửa địa ngục. Giờ này chúng ta qua sự cầu nguyện của mình, bằng môi miệng của mình đi, hãy nói với Chúa đi, xin hứa với Chúa, xin Chúa giúp đỡ để chúng ta có cơ hội để dắt đưa nhiều người đến với truyền giảng, đến với lời của Đức Chúa Trời, đến với sự tin nhận Đức Chúa Trời. Hãy hứa hẹn ngay giờ đây đi, kết ước với Chúa đi, Chúa Ngài tặng ứng chứng cho chúng ta qua lời cầu nguyện. Đừng nói bằng ở trong tấm lòng của mình, nhưng mà hãy nói bằng môi miệng của mình, nói ra bằng lời cho quý vị, lời Chúa đang muốn nghe chúng ta nói. Hãy phát ra âm thanh bằng lời của mình. Bởi vì lời Chúa phán ở trong miệng đầy, trong bụng đầy dẫy thì lòng nói ra. Miệng chúng ta sẽ nói ra khi mà trong lòng chúng ta đầy dẫy. Ở trong lòng tràn ngập thì miệng nói ra. Lời khen Chúa. Kính lạy Chúa, là Cha yêu thương của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa, lời của Chúa buổi sáng hôm nay giúp đỡ cho con dân của Ngài. Chúng con biết được số phận của chúng con ở tương lai được định đoạt bởi trong ngày hôm nay. Bởi chúng con biết được là chúng con tin nhận Chúa, chúng con nhận được sự phước hạnh từ nơi Ngài. Chúng con nhận được sự cứu chuộc, chúng con nhận được sự chu cấp, chúng con nhận được sự chữa lành. Đừng để trong mỗi một chúng con bỏ qua cơ hội để có thể nói về danh của Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc cho người thân của chúng con, cho những người chưa biết Chúa. Bởi đó là công việc lành. Chúa phán với chúng con là nếu mà biết việc lành mà không làm thì làm mang tội. Chúng con không muốn trở nên những người mang tội, nhưng mà chúng con muốn trở nên những người được phước ở trong danh của Chúa Giêsu. Và giờ đây chúng con xin kết ước với Ngài, chúng con sẽ không bỏ qua những cơ hội nào tốt lành để chúng con có thể bảo chúng con cho người thân của chúng con, cho những người hàng xóm của chúng con, cho những người chưa biết về Chúa Giêsu, để họ có cơ hội họ đến với lời của Đức Chúa Trời trong những buổi truyền giảng, họ đến với sự cứu chuộc của Chúa. Và chúng con tin rằng Chúa sẽ yêu thương họ và
cho họ có cơ hội để tiếp nhận Ngài, tiếp nhận sự cứu chuộc, để họ cũng nhận được phước hạnh như Chúa đã ban cho chúng con vậy. Chúng con cảm ơn Chúa. Bởi trong những ngày qua, nếu mà chúng con có yếu đuối, xin Chúa thêm sức cho chúng con, thêm cho chúng con lòng dạn dĩ, xin thêm cho chúng con lòng can đảm, xin thêm cho chúng con sự mạnh dạn, để chúng con nhận lấy tất cả những cơ hội để có thể nói về Chúa, làm chứng về Chúa, để chúng con trở nên những chứng nhân tốt lành cho Ngài. Xin quăng ra xa tất cả những sự yếu đuối ở trong đời sống của chúng con. Xin quăng ra xa tất cả những sự nhút nhát của chúng con, để chúng con mặc lấy nắng quyền của Ngài, để chúng con có thể làm chứng về Chúa một cách dạn dĩ mạnh mẽ này Chúa ơi, để hầu cho đời sống của con dân Chúa được phước. Còn công bố trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ người Nazareth, ở trong buổi sáng hôm nay họ sẽ dắt đưa nhiều người chưa biết Chúa đến với sự truyền giảng, đến với danh của Chúa, để hầu cho mỗi người chúng con đều được phước cả. Một tuần lễ mới lại bắt đầu ở trong ơn lành của Chúa, một cuộc đời mới bắt đầu ở trong tình yêu của Ngài. Chúng con nhân danh Đức Chúa Giêsu mà công bố rằng tất cả chúng con là những người được phước, tất cả chúng con là những người được phước hạnh từ nơi Chúa, chúng con là những người mạnh mẽ sẽ là chứng nhân tốt lành cho Ngài. Chúng con dâng lên Chúa sự tôn kính và chúng con hiệp chung cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Amen.